Huy xin được kính chào quý cô chú và các anh chị mình đang xem chương trình Nhà đẹp ven Sài Gòn. Và điều đầu tiên thì em xin kính chúc cho cả nhà mình có một năm mới an khang thịnh vượng và sự như ý. Và ngày hôm nay, nếu mà gia đình nào mình đang tìm một căn nhà để mình định cư lâu dài ha, một căn nhà mà có đường xá lớn nè, có sân rộng, thì đây là một căn nhà cực kỳ lý tưởng cho mình luôn. Hiện tại em đang có mặt trong một khu dân cư rất là đông đúc luôn, rất là đông vui, cũng như là đường trước nhà. Như quý cô chú và các anh chị thấy là rất là rộng luôn ha, đường nhựa 8m và có lề 2m cho mình, lề vỉa hè đồ đàng hoàng hết. Và cũng như ở đây là có cống thoát nước nè, khỏi lo sợ là ngập nước luôn. Và cái khu vực này đầu tiên chắc hẳn là quý cô chú và các anh chị mình sẽ đặt câu hỏi là nhà mình ở đâu. Và hiện tại là em đang đứng là khu vực khu dân cư này sẽ đối diện khu công nghiệp Cầu Tràm, là đường Đinh Đức Thiện nói dài ha, là đường Đinh Đức Thiện nói dài. Thì ở đây thì mình sẽ đi qua khu đô thị năm sao 2 khoảng 500m thì đến được khu dân cư này. Thì ở đây thì mình sẽ có hai chợ luôn, là chợ Cầu Tràm và chợ Trung Hành nè, có khu dân cư Trung Hành và khu công nghiệp Cầu Tràm. Nếu quý cô chú và các anh chị nào chưa biết thì đó là một khu công nghiệp rất là lớn luôn, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cho mình hết. Xung quanh đó sẽ có đầy đủ phòng khám nè, ngân hàng, cũng như là có chợ tập trung cho mình, đầy đủ tiện ích cho mình sinh hoạt được dễ dàng nhất. Cũng như là khu vực này thì căn nhà hôm nay rất là lý tưởng luôn, bởi vì nó là nằm mặt tiền khu dân cư này luôn ha, cho nên là mình có thể kinh doanh thoải mái, mặt tiền đường nhựa, mặt tiền khu dân cư. Và bây giờ thì mình sẽ vào chi tiết căn nhà ngày hôm nay. Và nếu như quý cô chú và các anh chị mình lần đầu đến với kênh Nhà đẹp ven Sài Gòn thì em cũng xin tự giới thiệu, Nhà đẹp ven Sài Gòn của Phê thì sẽ chuyên giới thiệu cho mình những căn nhà ở khu vực là Long An gần chợ Bình Chánh, cũng như là em đặc biệt là có nhà ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho mình luôn, với nhiều phân khúc giá khác nhau. Mình có thể vào kênh Nhà đẹp ven Sài Gòn để tham khảo thêm nha. Và đây là con đường trước nhà của mình, rất là rộng rãi luôn, đường nhựa 6m luôn ha. Ở đây mình có thể thấy một xe tải dựng ở đây, nhưng mà mình vẫn cảm thấy một không gian còn rất là rộng ở phía bên này. Thì đây là không gian trước nhà của mình, là mặt tiền khu dân cư, mặt tiền đường nhựa luôn. Khu vực này mình kinh doanh thoải mái luôn ha. Và khu vực này thì như quý cô chú và các anh chị thấy là dân cư rất là đông đúc, cho nên mình kinh doanh rất là được luôn. Xung quanh đây thì cũng có rất nhiều quý cô chú và các anh chị mình kinh doanh rồi. Và căn nhà ngày hôm nay thì có hướng chánh tay cho mình và có giá rất là rẻ luôn, rẻ nhất trong khu vực này luôn. Và có diện tích là ngang 4,2 và 21, một trệt một lầu và có 4 phòng ngủ luôn, có sân trước sân sau, đầy đủ công năng sử dụng cho mình hết. Và bây giờ thì mình sẽ vào chi tiết căn nhà ha. Và căn nhà ngày hôm nay thì có khoảng sân trước ha. Có khoảng sân trước, mình có thể đậu ô tô ở trong đây hoặc là mình để ở ngoài. Nếu mình sợ nắng mưa thì mình có thể đậu ở đây thoải mái, có thể để xe máy, đậu ô tô thoải mái luôn. Có mái che đầy đủ. Và ở phía trong đây thì sẽ có là không gian phòng khách. Nhà mình có hai lớp cửa bảo vệ ha. Phía sau lớp cửa thứ hai thì sẽ là tặng cho mình một cái bức rèm mới luôn, 100%, và có một cái màu vàng nhạt, màu xanh nhạt, rất là đẹp ha. Có bức rèm thì phòng khách của mình cảm thấy là ấm cúng và kín đáo hơn. Cũng như không gian phòng khách này thì có diện tích 30m2. Và tường ở bên này thì có trang trí cho mình những cái PVC cũng như là cái vách gỗ ha, để thêm phần sạch sẽ cho phòng khách cũng như là cái điểm nhấn cho phòng khách của mình. Cũng như là trên trần thì bên em đã trang bị cho mình là đèn chùm pha lê nè, cộng với những cái đường nét trang trí màu xanh lá mạ luôn, rất là nổi bật. Và phía trong này thì bên em tặng cho mình một cái nhà kho dưới chân cầu thang để tận dụng không gian, mình sử dụng hết không gian của nhà mình luôn, để nhà mình được gọn gàng ngăn nắp hơn. Và phía bên đối diện cầu thang thì có tặng cho mình một bức tranh ha, để thêm phần sạch sẽ và sinh động cho nhà mình. Và đặc biệt là ở dưới đây thì mình có căn phòng ngủ. Và dọc theo toàn bộ tường của nhà mình đều ốp gạch đến 1m2 ha, rất là sạch sẽ luôn. Phòng ngủ này thì có cửa sổ, rất là thông thoáng. Và phía sau đây thì sẽ là không gian phòng bếp. Không gian bếp này thì đã trang bị cho mình là tủ bếp trên, tủ bếp dưới ha, bằng gỗ, cũng như là ốp gạch cho mình hết sạch sẽ, không gian rửa chén. Và phía bên này thì mình sẽ có thân sau giếng trời. Ở đây thì đã được bọc rào cho mình rồi, cũng chừa những cái khoảng trống để gió lùa vào, rất là mát luôn, lưu thông toàn bộ không khí cũng như ánh sáng cho nhà mình. Đây mình có nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì cũng khá là rộng rãi luôn, mình có trang bị đầy đủ thiết bị cho mình hết. Và căn nhà ngày hôm nay thì em xin báo giá luôn, có giá là 2 tỷ 350 triệu thôi. Một căn nhà mặt tiền khu dân cư, mặt tiền đường nhựa, rẻ nhất trong khu vực này luôn, chỉ có 2 tỷ 350 triệu mà mình có một căn nhà ngang 4,2 và 21, có một trệt một lầu ha, có 4 phòng ngủ và hai nhà vệ sinh cũng như là sân trước sân sau nè, phòng khách, phòng bếp, có phòng ngủ dưới cho mình. Và quý cô chú và các anh chị mình đừng quên là đăng ký kênh Nhà đẹp ven Sài Gòn để mình có thể xem được nhiều nhà hơn trong thời gian sắp tới nha. Và căn nhà này em đặc biệt lưu ý là rất là lý tưởng luôn ha, nằm trong khu dân cư. Thì nếu mà quý cô chú và các anh chị nào chưa biết thì nhà mà trong khu dân cư thì sẽ là an toàn nhất trong vấn đề về quy hoạch, cho nên là mình nên
muốn sống lâu dài thì mình nên mua một căn nhà trong khu dân cư nha. Và bây giờ thì mình sẽ lên trên lầu để xem tiếp những không gian còn lại. Có một không gian rất là đặc biệt đang chờ mình nha. Và đây là không gian đặc biệt mà em vừa nhắc đến, đó là không gian sân thượng ha, ban công mà bên em làm rộng ra để mình có khoảng sân thượng để nhà mình có thể có thêm cái sinh hoạt vui chơi giải trí ở trên này vào dịp cuối tuần. Ở trên đây thì mình sẽ có được không khí trong lành hơn cũng như là ngắm được những cái cảnh vật xa xa ha. Ở đây khu dân cư của mình rất là đông đúc luôn, và mình ở cái vùng gian này thì có được cái không khí rất là trong lành cũng như là môi trường rất là tốt cho sức khỏe của gia đình mình luôn. Và bây giờ thì ở trên lầu này mình sẽ có là 3 phòng ngủ ha và một sân thượng này. Bây giờ mình sẽ tham quan những căn phòng ngủ còn lại. Và căn phòng ngủ kế bên đây thì có diện tích khoảng là 30m², có trang bị cho mình rèm cửa cũng như là không gian rất là rộng luôn, mình có thể thoải mái ở đây, cũng như là mình nếu mình không có nhiều nhu cầu thì mình có thể thiết kế lại cái căn phòng ngủ này thành phòng giải trí ha, vui chơi đọc sách. Và kế bên sau phía sau đường cầu thang thì sẽ là hai căn phòng ngủ nữa, thì căn phòng ngủ này thì cũng có diện tích khoảng là 12m² và có cửa sổ bên này ha. Phòng nào đặc biệt là phòng nào cũng có cửa sổ, nhà mình rất là thông thoáng luôn. Và phía cuối đường hành lang thì sẽ có căn phòng ngủ cuối cùng, thì cũng có diện tích khoảng là 12m², có đầy đủ thiết bị điện cho mình hết, cũng như là có cửa sổ phía sau. Và cuối đường cầu thang này thì sẽ là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì có quạt hút ở đây và có ô thông gió, và đầy đủ có thiết bị cho mình sinh hoạt hết. Và em xin nhắc lại, căn nhà ngày hôm nay thì có giá là 2 tỷ 350 triệu, nằm ở khu vực là đối diện khu công nghiệp Cầu Tràm, ngay đường Đinh Đức Thiện nói dài là đường 826, kế bên là khu đô thị 562, khu công nghiệp Cầu Tràm thì có chợ Cầu Tràm, chợ Trung Thành. Và đi từ đây thì mình đi chợ Bình Chánh kia khoảng 10 phút và đi trung tâm Sài Gòn khoảng 45 phút. Và ở đây thì đường xá rất là rộng rãi, thoải mái luôn. Nhà mình có hướng Tây và có diện tích ngang 4,2 dài 21, một trệt một lầu, có 4 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh, cũng như là sân trước, sân sau và có khoảng sân thượng rất là đẹp cho mình luôn. Và quý cô chú và các anh chị mình, nếu mà mình đang tìm một căn nhà để định cư lâu dài mà có thể kinh doanh được thì đây là căn nhà mình tuyệt đối đừng bỏ qua. Và cũng đừng quên là nhấn vào nút like ở bên dưới để ủng hộ em trong cái căn nhà ngày hôm nay, cũng như là đăng ký kênh Nhà Đẹp Ven Sài Gòn, nhấn vào chiếc chuông ở kế bên để mình có thể theo dõi kịp thời được những căn nhà trong thời gian sắp tới. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình, chúc cả nhà mình sớm tìm được căn nhà như ý.